Năm 2023 có thể xem là năm thành công, ghi được nhiều dấu ấn của Báo Nhân Dân. Báo Nhân Dân đã có nhiều hoạt động hướng về cội nguồn. Tháng 3, tại thôn Khuôn Điển, xã Kim Quan, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang, Báo Nhân Dân long trọng tổ chức lễ khánh thành nhà bia di tích Báo Nhân Dân. Công trình được xây dựng nhằm tiếp tục khai thác và phát huy giá trị lịch sử của khu di tích an toàn khu Kim Quan. Sáng 16 tháng 10, tại xóm Rồng, xã Lâm Sơn, huyện Lương Sơn, Hòa Bình, Báo Nhân Dân đón nhận bằng công nhận di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh cho di tích cơ sở A2 Báo Nhân Dân. Hang nhà báo cơ sở A2 Báo Nhân Dân là một trong những địa chỉ đỏ để các thế hệ cán bộ, phóng viên hệ thống báo đảng đến thăm, hiểu thêm để gìn giữ và tiếp nối truyền thống của lớp người đi trước. Trong năm 2023, các chương trình nghệ thuật thường niên được Báo Nhân Dân nâng cao về tính nghệ thuật và quy mô tổ chức. Tối ngày 22 tháng 7, tại khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt ngã ba Đồng Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh, Báo Nhân Dân phối hợp với tỉnh Hà Tĩnh, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức chương trình nghệ thuật Cõi Thiêng Đồng Lộc nối mạch ngàn năm. Chương trình thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây, tri ân những hy sinh cống hiến to lớn của quân và dân ta trên chiến trường Đồng Lộc. Kỷ niệm 55 năm sự kiện lịch sử Trung Bồn 31 tháng 10 1968, 31 tháng 10 2023. Tối ngày 29 tháng 10, tại khu di tích lịch sử quốc gia Trung Bồn, xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An, Báo Nhân Dân phối hợp với tỉnh Nghệ An tổ chức chương trình nghệ thuật Trung Bồn dấu chân anh hùng. Chương trình gửi lòng biết ơn và tri ân sâu sắc trước sự hy sinh anh dũng của các bậc tiền bối. Hai hoạt động cộng đồng ý nghĩa gây được tiếng vang rất lớn trong xã hội trong năm qua của Báo Nhân Dân, đó là đêm nhạc Kenny G Live in Vietnam và giải thưởng Human X Prize. Kenny G Live in Vietnam do Báo Nhân Dân phối hợp cùng IB Group Việt Nam tổ chức. Chương trình nằm trong khuôn khổ dự án âm nhạc quốc tế Good Morning Việt Nam do Báo Nhân Dân khởi xướng. Dự án mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc khi toàn bộ số tiền bán vé được sử dụng vào mục đích thiện nguyện do Báo Nhân Dân chủ trì, đồng thời còn hướng tới mục đích đem âm nhạc đỉnh cao của thế giới đến với khán giả Việt Nam. Báo Nhân Dân là đơn vị báo chí đi đầu, mang đến màu sắc tươi mới, mời gọi các nghệ sĩ nổi tiếng quốc tế cùng tham gia hoạt động vì cộng đồng, đồng thời giúp quảng bá cho hình ảnh về đất nước, con người Việt Nam tươi đẹp. Chúng tôi nghĩ là khi người nước ngoài đến Việt Nam, đầu tiên là chúng ta có lời chào với họ và họ cũng có lời chào với chúng ta. Cho nên chúng tôi mới nảy ra cái tên chương trình là Good Morning Việt Nam. Chào một ngày mới, chào với những điều mới mẻ. Trước khi đó, Human X Prize là giải thưởng thường niên mang tầm quốc gia nhằm tôn vinh, thúc đẩy những dự án vì cộng đồng, ghi nhận xứng đáng những tổ chức, doanh nghiệp cá nhân đang nỗ lực cống hiến cho xã hội. Giải thưởng do Báo Nhân Dân chỉ đạo tổ chức với sự tham gia đồng hành của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Khoa học và Công nghệ. Với chủ đề dấu ấn tiên phong, giải thưởng hướng tới tôn vinh những tổ chức, doanh nghiệp cá nhân không ngần ngại dấn bước cống hiến vì cộng đồng. Khi mà nghe thêm được những cái dự án của các bạn thì Tâm cảm thấy rằng là thì ra rằng là không phải là chỉ có một nhóm người ít người đang đau đớn suy nghĩ về những vấn đề về cộng đồng, mà còn rất nhiều bạn trẻ rất trẻ nữa vẫn đang cái thực hiện cái điều đó, và Tâm rất hết mình cổ vũ cái điều đó. Và nếu như được, trong thời gian tới Tâm cũng sẽ tham gia vào một trong những cái dự án chẳng hạn, thì để mình có thể lan tỏa thêm cái điều này đến với cộng đồng. Bên cạnh chuỗi sự kiện gây được rất nhiều tiếng vang, năm 2023 cũng là năm Báo Nhân Dân tích cực đổi mới. Báo Nhân Dân chính thức khai trương tòa soạn hội tụ Nhân Dân điện tử. Báo Nhân Dân hàng ngày, Nhân Dân cuối tuần, Nhân Dân hàng tháng, Thời Nay, Truyền hình Nhân Dân tiếp tục được đổi mới về nội dung cũng như hình thức thể hiện. Trong tháng 3 năm 2023, Báo Nhân Dân tổ chức lễ ra mắt các phụ chương, chuyên trang, chuyên mục riêng biệt về 6 vùng kinh tế xã hội trên các ấn phẩm Báo Nhân Dân, nhằm triển khai việc tuyên truyền hiệu quả và sớm đưa nghị quyết của Bộ Chính trị vào cuộc sống. Năm 2023, các hoạt động đối ngoại của Báo Nhân Dân cũng được triển khai tích cực. Từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 9, Đoàn Báo Nhân Dân do Tổng biên tập Lê Quốc Minh dẫn đầu tham dự các hoạt động và tổ chức một gian trưng bày tại Hội báo Nhân đạo lần thứ 88 diễn ra tại thành phố Plessis Pate thuộc tỉnh Essonne ở phía nam Paris. Báo Nhân Dân tổ chức một gian trưng bày phong phú và trang trọng tại Hội báo Nhân đạo
để giới thiệu về những thành tựu nổi bật của Việt Nam trên con đường phát triển và hội nhập quốc tế. Trong tháng 6 năm 2023, nhận lời mời của ban lãnh đạo báo Granma, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Cuba, đoàn báo Nhân dân do Tổng biên tập Lê Quốc Minh dẫn đầu đã có chuyến thăm và làm việc tại Cuba. Thực hiện kế hoạch hoạt động đối ngoại năm 2023 của Trung ương Đảng, đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập báo Nhân dân, Phó trưởng Ban tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam đã dẫn đầu đoàn đại biểu Đảng ta dự đối thoại chính sách lần thứ tư giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và các cánh tả Đức thăm và làm việc tại Cộng hòa Liên bang Đức từ ngày 4 đến 9 tháng 12. Trong năm 2023, một năm đầy khó khăn của nền kinh tế, báo Nhân dân đã rất cố gắng chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ, phóng viên. Các hoạt động ngày 8 tháng 3, 20 tháng 10 cho chị em phụ nữ trong cơ quan được duy trì. Chương trình gala Những người làm báo Nhân dân cuối năm được tổ chức đã tạo nên không khí vui tươi, tiếp thêm năng lượng lao động cho đội ngũ phóng viên trong cơ quan. Vào những ngày cuối năm, trong không khí vui tươi đón chào năm mới, rất nhiều hoạt động hướng về người lao động. Các chiến sĩ nơi biên giới hải đảo, người nghèo được báo Nhân dân triển khai. Chương trình Xuân ấm 2024 do Truyền hình Nhân dân, Quỹ hạt giống Việt báo Nhân dân tổ chức đã diễn ra với thông điệp hướng tới việc giúp đỡ người nghèo, nạn nhân thiên tai và hỗ trợ học sinh sinh viên nghèo vượt khó. Chương trình Xây Tết 2024 là hoạt động ý nghĩa triển khai chỉ thị số 26 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Giáp Thìn năm 2024, tích cực thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo chu đáo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, trong đó có công nhân, người lao động, bảo đảm mọi nhà, mọi người đều có điều kiện vui xuân đón Tết. Chương trình Xây Tết 2024 được khởi động từ ngày 23 tháng 12 năm 2023 đến tháng 1 năm 2024 trên các công trường ở ba miền đất nước như Hà Nội, Hưng Yên, Quảng Ninh, Quảng Ngãi, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương. Trong đó hoạt động trọng điểm diễn ra tại Văn Giang, Hưng Yên vào ngày 9 tháng 1 năm 2024. Ban tổ chức đã trao tặng gần 17.000 phần quà Tết nhằm khuyến khích, động viên tinh thần cho công nhân lao động xa nhà và làm công việc thầm lặng. Ấn phẩm Nhân dân Tết Giáp Thìn 2024 của báo Nhân dân được phát hành với số lượng 225.000 tờ. Năm nay, cùng với sự đồng hành góp sức của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, Công ty Phát hành Báo chí Trung ương, báo Nhân dân đã tặng hơn 40.000 số báo Tết Giáp Thìn 2024 đến các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng. Trong những ngày gần Tết Nguyên đán, báo Nhân dân và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tổ chức lễ trao tặng hỗ trợ 10 nhà đại đoàn kết và quỹ khuyến học cho hộ nghèo và gia đình chính sách tại tỉnh Tuyên Quang. Nhằm chung tay chia sẻ, hỗ trợ các hộ nghèo, hộ đặc biệt khó khăn của tỉnh Hà Nam có nơi ở khang trang, ổn định cuộc sống để phát triển kinh tế, báo Nhân dân phối hợp với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam ủng hộ kinh phí xây dựng 10 căn nhà đại đoàn kết cho 10 hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Tất cả những hoạt động gây được tiếng vang, thiết thực, ý nghĩa trong năm 2023 củng cố vững chắc vị thế của báo Nhân dân, cơ quan báo chí đa phương tiện chủ lực, thực hiện tốt vai trò là cơ quan trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam, tiếng nói của Đảng, nhà nước và nhân dân Việt Nam, càng làm cho bạn đọc, cho nhân dân cảm thấy gần gũi hơn đối với báo Nhân dân, lan tỏa tinh thần ở đâu có nhân dân, ở đó có báo Nhân dân.